Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái máy rửa bình hai chức năng. Một bên là tráng clo men B. Đó. Này tráng clo men B. Một bên là rửa sạch bằng chổi nha mọi người nha. Chổi này chổi cước nhiều lắm. Đó. Chổi này là nó quay một cái nó hết cái bình luôn. Hôm nay có 6 cây. Chổi đế nè. Đó, cái chổi đế dưới á, chỗ này chỗ trụ này nó phun nước bên trong cái trụ này luôn, đó, trong giữa cái trụ này nó có chỗ phun nước, rồi mấy cái chổi cái cọc này là trụ chỗ trụ, đế là đế máy là inox 304, phía trước rồi phía trên là có meca để nhìn vô bên trong, kiểm soát được bên trong luôn, đậy nắp lại là tự tự quay tự rửa, đó. Tự quay tự rửa tự phun nước. Điều chỉnh cái thời gian trong này nha mọi người nha. Thời gian rửa điều chỉnh từ 5 đến 10 giây. Thời gian tráng từ 2 đến 4 giây. Đó. Có tủ điện điều khiển bảo vệ luôn. Có CB bảo vệ ngắn mạch. Tắp lô. Đó. Tủ điện làm cao ráo thoải mái luôn nè. Có đèn báo luôn. Đây là dùng máy bơm inox. À, dùng máy bơm inox, motor kéo của Nhật nha mọi người, motor giảm tốc kéo của Nhật, chạy rất bền, đó, có van điện từ rồi đầy đủ hết luôn. À, cái đường nước mình cấp vô là ống 34 nha mọi người, đường nước cấp vô trong máy là ống 34, cái ống nó lát mình đi rút cái ống ra. Còn cái đường này đường xả nước của cái bồn tráng, đó, đường xả nước này của một bồn tráng này nè. Bồn tráng này mình đổ vô khoảng 10 lít để mình quậy clo men B mình tiệt trùng luôn nha. Quậy clo men B tiệt trùng. Trong này mình đổ vô khoảng 10 lít. Còn cái này là nước mình lấy thẳng từ bên bồn cái nước sạch mình để mình rửa tráng. Máy này giao về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh. Làm trong đêm cho xong luôn để giao. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt mọi người.